chiều với nhiệt độ bên ngoài là 35 độ C. Khi khách ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và nên điều khiển dây toàn được tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Raymond, phi trưởng Hoàng Anh và Thiện Đạt, chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng không quốc gia Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.